Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 12, cảnh sát Đức sơ tán một trung tâm mua sắm và các khu vực xung quanh thành phố Dresden, miền đông của nước Đức do có một vụ bắt giữ con tin. Tính tới thời điểm hiện tại, vụ bắt giữ con tin đã kết thúc. Sau khi nghi phạm bị bắt giữ, hai con tin được giải cứu thành công. Theo cảnh sát, vào lúc khoảng 12 giờ 30 phút theo giờ địa phương, lực lượng đặc nhiệm đã đột kích vào trung tâm mua sắm Artmark Gallery nằm trong chợ Giáng sinh Dresden, nơi nghi can bắt giữ con tin đang cố thủ. Cảnh sát nhanh chóng khống chế được đối tượng và giải cứu thành công nạn nhân. Nghi phạm 40 tuổi bị bắt cũng được cho là đối tượng đã ra tay sát hại người mẹ 62 tuổi của mình tại một tòa nhà chung cư thuộc quận Prolich, phía đông nam Dresden vào sáng cùng ngày. Nhiệm vụ của chúng tôi là bắt giữ người đàn ông này. Người này mắc chứng tâm thần nên đã ra tay với mẹ của mình. Nhật báo Bild đưa tin đối tượng trước đó đã đột nhập vào văn phòng của đài phát thanh Dresden ở Amohof, trung tâm thành phố Dresden. Tuy nhiên, thông tin này đã được các phóng viên Radio Dresden bác bỏ trên Twitter. Ngay khi vụ việc xảy ra, chợ Giáng sinh Dresden phải tạm dừng đóng cửa. Giao thông công cộng ở một số tuyến phố đã bị phong tỏa. Cảnh sát cũng yêu cầu mọi người không đi xe vào khu vực trung tâm để tránh ách tắc.